Rồi, dạ vâng, em xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh xe tải của em Tuyến nha quý vị. Hôm nay thì em Tuyến sẽ lên lại cho anh em về cái mẫu xe tải rắc nở 900m ở phiên bản tải trọng 9 tấn 1, kích thước lọt lòng thùng dài 7m ha. Xe rắc nở 900m đời 2023. Thì hiện tại là trong thời điểm đầu tháng 7 thì chúng ta thấy là cái chính sách khi khách hàng đầu tư một con xe rắc nở 900 9 tấn 1 thùng dài 7m này đời 2023 đã có chút thay đổi so với lại cái thời điểm mà trước đây anh em đầu tư ha. Đó thì tại là thời điểm là từ ngày 1 tháng 7 thì chúng ta thấy là cái chính sách của nhà nước áp dụng cho tất cả các cái mặt hàng được giảm đi 2% thuế VAT. Đấy, từ 10% xuống 8%. Đó, như vậy thì chúng ta thấy là với cái áp dụng thuế của nhà nước thì chúng ta thấy là mẫu tất cả các sản phẩm khi khách hàng mua xe từ đầu tháng 7 đến nay á, nó đã được giảm phần nào chi phí khi anh em mua xe nha. Đó. Đối với những cái mẫu xe mà có giá thành trước đây á, như là ví dụ như là anh em mua con xe rắc N900S trong cái thời điểm là từ đầu tháng 1 cho đến tháng 7 thì chúng ta thấy là giá thành nó sẽ là 740 triệu cho phiên bản xe tải thùng bạc tiêu chuẩn như thế này. Đây nha, quay qua đây mình quay cho anh em này. Con này con N650. Đấy thì nó sẽ có mức giá là 740 triệu. Đó, trong thời điểm trước thì anh em mua con xe rắc N900 chắc cũng biết được cái điều này ha. Anh em ai được trước đây đầu tư thì chắc hẳn là đã nắm rất là kỹ về cái giá xe này. Đó, nó cao hơn so với mức giá năm ngoái. Đó, nhưng mà từ ngày 1 tháng 7 thì nhà nước đã áp dụng là hỗ trợ cho những mặt hàng được giảm thuế VAT. Thì chúng ta thấy là với một con xe rắc N900 giá khoảng 700 thì chúng ta thấy là thuế nó sẽ được giảm lên tới là 12 triệu. Đó, thì hiện tại thì mức giá của con xe rắc N900S phiên bản tiêu chuẩn thùng bạc đang có mức giá là 728 triệu, tương đương với thời điểm năm ngoái luôn. Tương đương với thời điểm giá xe năm ngoái. Như vậy thì khi anh em mua xe trong tháng 7 này thì cái giá xe con xe rắc N900S tải trọng 9 tấn 1 thùng dài 7m đời 2023 nha. Đó, thì đã có mức giá rất là tốt rồi. Đấy, bằng với lại giá xe năm ngoái ha. Đó. Rồi tiếp đến thì trong những cái tháng trước thì nhà máy rắc ấy nó sẽ có chương trình khuyến mại giảm giá này cho các con xe rắc N200S và N350S. Còn đối với những mẫu xe tải khác thì nó rắc nó không áp dụng. Nhưng mà hiện tại thì trong thời điểm là tháng 7, nhà máy này đang có chương trình rất là đặc biệt cho tất cả các dòng xe luôn. Và đặc biệt là con xe rắc N900S này thì nhà máy sẽ khuyến mại cho anh em về cái phần như là chương trình của nó này 15 triệu cho một máy phát điện. Nó khi anh em mua xe rắc N900 ta sẽ được giảm thuế VAT rồi này. Đấy thì không nói đến ha. Và tiếp đến anh em sẽ được một phần quà là một cái máy phát điện 15 triệu đồng. Đấy nếu mà anh em lấy máy phát điện ha. Còn nếu như mà anh em không lấy máy phát điện trả lại cho chương trình của nhà máy thì nhà máy sẽ đưa luôn cho anh em 10 triệu tiền mặt. Như vậy thì chúng ta thấy là con xe rắc N900S khi anh em mua thời điểm này giá thành nó sẽ tốt hơn rất nhiều rồi. Giảm thuế và được khuyến mại 10 triệu đồng hoặc là một cái máy phát điện 15 triệu thì tùy anh em lựa chọn thôi. Nếu như mà anh em lấy 10 triệu đồng thì người ta thấy là cái giá xe rắc N900S bữa nay chúng ta sẽ chỉ còn là 718 triệu. Đó, giá rất là tốt luôn ha. Cho một con xe rắc 9 tấn thùng dài 7m đời 2023. Đó. Thì với cái xe 2023 anh em cũng nhìn thấy trên màn hình thì đợt trước mình cũng quay clip cho anh em rồi. Đó. Hồi mấy tháng như là tháng 3, tháng 4 mình đã quay cho anh em thì xe chúng ta thấy là vẫn thiết kế là cabin vuông, có mui lốp gió này. Xe thì vẫn tên thương mại hiệu là N900S. Đó, N900S. Rồi có chữ Cummins. Rắc logo vàng tự dập nổi đây. Đó, rất là đẹp luôn. Và chúng ta thấy là với xe mới từ nhà máy về Phú Mẫn này quý vị. Đó thì chúng ta thấy là cái nước sơn xanh nó rất là bóng và đẹp ha. Đó, xe thì vẫn đang xe nền chassis luôn. Đấy, chưa gạch thùng luôn. Anh em thấy chưa? Xe đẹp chưa? Đấy, về cấu hình xe thì mình cũng nói với anh em là nó sẽ không có gì thay đổi so với lại cái phiên bản trước ha. Nhưng mà ở cái xe chassis này thì chúng ta thấy là nó sẽ anh em ta sẽ coi được cái chi tiết về cái chassis của nó. Xe thì vẫn trang bị động cơ Cummins của Mỹ 3.8 lít công suất là 167 mã lực ha. Đó. Hộp số vẫn trang bị hộp số 6 cấp. Giá thành tốt, ngoài 700 thôi. Rồi xe thì chúng ta thấy là chassis chúng ta sẽ có chassis lồng hai lớp. Đấy, dày liền khối luôn nha. Liền khối luôn. Xe mới leng keng luôn. Đời 2023 vừa chạy từ nhà máy ra anh em thấy không? Đó, rất là đẹp luôn ha. Đấy, thùng dầu hợp kim nhôm 200 lít này. Và đặc biệt là khi anh em mua con xe rắc N900S máy Cummins dàn riêng cho tất cả các cái dòng xe rắc máy Cummins thì chúng ta thấy là nó sẽ không sử dụng cái nước dung dịch xử lý khí thải. Đó, xe thì chúng ta thấy là không sử dụng nước dung dịch xử lý khí thải thì xe anh em sẽ tiết kiệm đi một phần chi phí ha, tiết kiệm đi một phần chi phí luôn. Đó. Ngoài chỉ việc đổ dầu và vận hành thôi, xe thì sẽ được bảo hành bảo dưỡng rất là tốt. Nếu như mà anh em mua con xe rắc N900S này hay bất kể cái dòng xe rắc nào khác ấy, thì sẽ được
tặng một gói bảo dưỡng miễn phí lần đầu từ 2.500 đến 3.000 ha. Thì trong cái gói bảo dưỡng này chúng ta sẽ được thay nhớt miễn phí, thay lọc miễn phí, thay nhớt cầu, nhớt số miễn phí này, nhớt cầu miễn phí này. Đó, tương đương với khoảng đâu hơn 2 triệu đồng quý vị. Đó, trong lần đầu bảo dưỡng chúng ta thấy là sẽ tiết kiệm được hơn 2 triệu đồng tiền nào. Bảo dưỡng ha. Rồi xe thì với con xe rắc N900S này chúng ta thấy là với mức giá thành nó đâu khoảng ngoài 700. Xe thì chúng ta sẽ đợi 2023. Ngân hàng thì sẽ có mức vay cho con xe này là khoảng đâu từ 530 triệu. Đó, 530 triệu đến 550. Xe sẽ phải trả trước khoảng 230 triệu nha. Đó. Mình sẽ hỗ trợ cho anh em vay vốn cho cá nhân và doanh nghiệp luôn. Rồi ngoài đây thì xe con xe rắc N900S này sẽ được bảo hành 5 năm 150.000 km. Đó. Chạy rất là tốt luôn ha. Xe này thì khách hàng chạy bình thường mình thấy là với có tải trọng 9 tấn thì nó không ăn thua. Con này thì có khả năng tải của nó hơn quý vị. Nhiều khách hàng vẫn chạy đâu từ 12 đến 15 tấn, rất là bình thường luôn. Xe chạy rất là khỏe, tiết kiệm nhiên liệu luôn. Con này thì nó rơi vào tầm khoảng từ 14 lít rưỡi đến 15 lít cho 100 cây. Anh em chờ tải đường hỗn hợp ha. Rồi, hiện tại thì tại công ty ô tô Phú Mẫn Đồng Nai mình đấy đang có sẵn tất cả các cái dòng xe rắc 1 tấn 9, cái dòng xe rắc N200S, N350S, N650 LS này, máy combi này, N900, N800. Các cái mẫu xe phiên bản đời 2023 đang có sẵn tại bãi công ty ô tô Phú Mẫn Đồng Nai mình. Anh em cứ liên hệ với em Tuyến theo con số điện để trên màn hình là 0584413623 hoặc là 0933868030. Em Tuyến sẽ hỗ trợ cho anh em về thời gian giao xe, giá xe, chương trình khuyến mãi, rồi hồ sơ vay vốn ngân hàng xe nha, tất cả các mẫu xe, đặc biệt là con xe rắc N900S tải trọng 9 tấn 1, thùng dài 7 m đời 2023. Xe có sẵn tại Phú Mẫn Đồng Nai mình, anh em cứ đến xem, xe đã có sẵn thùng sẵn luôn. Còn mấy con xe này xe mới về đang còn để chassis thôi ha. Rồi đến đây thì em Tuyến xin chào, hẹn gặp lại anh em tại công ty ô tô Phú Mẫn Đồng Nai nha. Anh em đến đây thì cứ liên hệ với Tuyến sẽ hỗ trợ cho anh em nha. Rồi em xin chào tất cả mọi người ạ.